Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự khát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 4 tháng 4 năm 2021 Và thiêu âm lịch hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Nhâm Ngọ tháng Tân Mão năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đào các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ giờ tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên lao, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc nguyên vũ, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc câu trận, giờ canh tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh dương liễu mộc ngày nhâm ngọ tức can khắc chi nghĩa là thủy khắc với họ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm dương liễu mộc kỵ tuổi bính tý canh tý ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi canh ngọ mậu thân bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc ngày ngọ lục hợp với mùi tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục xung với tý hình ngọ hình dậu hại xỉu phá mão và tuyệt hợi Về tuổi xung khác trong ngày tuổi giáp tý canh tý bính tuất bính thìn tuổi xung trong tháng tuổi quý dậu kỷ dậu ất xỉu ất mùi Về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương sao ích hậu tốt mọi việc nhất là về cưới hỏi sao dân nhật thời đức tốt mọi việc sao thiên ân tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thiên lại xấu mọi việc sao tiểu hao xấu về giao dịch mua bán cầu tài lộc sao lục bất thành xấu đối với xây dựng sao hà khôi hay còn gọi là sao cậu giáo xấu mọi việc nhất là về khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa và đặc biệt đó Ngày 4 tháng 4 năm 2021 này, tức là ngày 23 tháng 2 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng năm 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây. Sau đây, mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày mùng 4 tháng 4 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày mùng 4 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tý xiên tử vi cho thấy bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông Tý Ngọa Mạo Dậu cái điều này mang lại những tác động xấu khiến cho bạn tuổi Tý hay cảm thấy căng thẳng và nóng nảy thậm chí bản mệnh tuổi Tý còn có nhiều suy nghĩ cực đoan tiêu cực dẫn đến những hành động thiếu kiểm soát. Và nếu như bạn tuổi tí muốn giữ bình tĩnh, bạn hãy thử hít thở thật sâu vào. Trong ngày hôm nay, bạn mạnh tuổi tí cũng có thể nhận được sự quan tâm của khá nhiều bạn khác giới. Tuy nhiên, chưa chắc đó đã là những người chân thành muốn làm thân với bạn. Vì vậy, với bạn tuổi tí nên giữ khoảng cách với họ. Nếu như bạn đang quản độc thân, hãy chờ đợi thời cơ khác thích hợp hơn với mình. Tuy nhiên, với bà tử tí trong ngày Chủ nhật này, về phương diện tài lộc, bạn lại đang có được chính tài phù trợ. Cho nên, bạn vẫn có thể tìm được những mối làm ăn hứa hẹn. Bạn cần phải quan sát, tìm hiểu, đánh giá tình hình thật cẩn thận để có thể đưa ra những quyết định chính xác mang lại thu nhập cho mình. Vài từ vi tuổi giáp Tý thuộc mệnh kim, có sự căng thẳng, nóng nảy khi làm việc, tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy suy nghĩ cực đoan khi gặp phải khó khăn tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa không nên nhụt chí từ bỏ một cách quá dễ dàng tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ giữ khoảng cách với những người khác phái tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc có cơ hội làm ăn khá và đánh giá của bạn tử tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 8, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi thìn. Từ vi tuổi xỉu, chủ nhật ngày mùng 4 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Sửu đang trải qua một ngày có tính khí thất thường do phải chịu tác động của cục diện ngũ hành tư hại gây ra. Bạn tuổi Sửu, bạn không giữ được sự điềm tĩnh và cẩn thận như thường ngày nữa mà trở thành người nóng nảy hay thay đổi đến mức làm cho người khác ngạc nhiên về con người của bạn với bạn tuổi sửu vì bạn tính nóng nảy cho nên bạn mệnh cũng thường mất đi sự kiên nhẫn khi làm việc đặc biệt là đối với những công việc yêu cầu sự tỉ mỉ phức tạp có lẽ đây là biểu hiện của việc bạn đã làm việc quá sức trong khoảng thời gian vừa qua vì vậy với bạn tuổi sửu hãy để cho bản thân mình được nghỉ ngơi một vài ngày Bên cạnh đó, trong ngày Chủ nhật này với bà tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày lại đang rất tốt đẹp. Bạn và người ấy luôn có được sự thấu hiểu cho nhau. Nếu có chuyện gì căng thẳng, hai người luôn tâm sự với nhau để cảm thấy nhẹ lòng hơn. Vài tử vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim tính khí thất thường khiến cho người ngoài khó hiểu từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy hay thay đổi không kiên định với mục tiêu từ vi tuổi kỵ sửu thuộc mệnh hỏa dễ mất kiên nhẫn khi thực hiện những công việc phức tạp từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ làm việc quá sức cần phải có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc tâm sự với nửa kia để tìm ra cách giải quyết vấn đề vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. vi tuổi Dần chủ nhật ngày mùng 4 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần Xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngoại Tuất phù trợ cho nên với bạn tuổi Dần luôn có được sự nhiệt tình để giúp đỡ mọi người bạn mệnh tuổi Dần là người có sự quyết đoán cho nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay chứ không chần chừ do dự Tuy nhiên Cộng chính vì tính này của bạn mà đang có những quyết định thường khá chi là hấp tấp và vội vàng mà bạn đưa ra. Với bạn tuổi dần trong ngày này cần phải duy trì sự nhiệt huyết và kiên trì của mình trong suốt khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ. Chứ đừng nên hứng thú lúc ban đầu rồi về sau lại bộ bê lời biếng bởi cứ như vậy thì công việc sẽ không thể nào hoàn thành tốt được. Bên cạnh đó, vận trình ngày Chủ nhật này với bạn Tử Dần lại đang gặp được ngày của Mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay rất chi là tốt đẹp. Mối quan hệ của bạn và nửa kia phát triển rất tốt. Nếu gia đình có công việc quan trọng, bạn Tử Dần không bao giờ quyết định một mình mà luôn trao đổi ý kiến với người bạn đời của mình để cùng vợ, cùng chồng của mình đạt được sự đồng thuận cao nhất để cho công việc đạt hiệu quả nhất. Về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy có sự nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người. Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa quyết định vội vàng dễ mắc sai sót. Từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ dễ bộ dở dựa, dựa chừng khi gặp điều không như ý. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc gia đình hạnh phúc các thành viên trong nhà có được sự hòa hợp. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim quan tâm tới suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia. Vài đánh giá của bà tuổi dần trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh lục, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tốt tuổi hợi. Từ vi tuổi mão, chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi mão, xem tử vi cho thấy bà tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mão dậu. Cái điều này cảnh báo cho bà tuổi mão cần phải chú ý tới việc quản lý về tài sản, tiền bạc của mình trong ngày hôm nay. Nếu không cần thiết thì tốt nhất với bạn tuổi mão không nên chi tiêu quá hào phóng và phải cực kỳ cẩn thận nếu như muốn tránh được đối tượng lừa đảo mình trong ngày. Và ngày này, đối với những bạn làm công việc kinh doanh, buôn bán, công việc tự do thì không nên đi đến quyết định về đầu tư vào thời điểm này. Bởi có thể bạn sẽ bị kẻ thù, ngáng chân hoặc là vướng phải những mối làm ăn bất lợi. Bạn nên bình tĩnh và chờ đợi thời điểm khác sẽ thích hợp hơn với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy, đối với những bạn đang theo đuổi sự nghiệp, thì có được cơ hội phát triển tốt. Bạn tuổi mão là người nghiêm túc và luôn ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều này khiến cho lãnh đạo cấp trên có ấn tượng tích cực về bạn và sẽ đưa ra quyết định cất nhắc cho bạn trong tương lai. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, chú ý tới vấn đề quản lý về tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, chi tiêu tiết kiệm không nên phóng tay cho những việc không cần thiết. Từ vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ, không nên đầu tư, chờ đợi thời cơ khác, thích hợp hơn. Từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, nghiêm túc trong công việc, không nên hài lòng với thực tại. Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, nhận được sự đánh giá cao của những người lãnh đạo. Về đánh giá của bà tuổi mão trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 3 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 4 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh ngọc, màu xanh lá cây, quý nhân phụ trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Thìn, chủ nhật ngày mùng 4 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi thìn xem tử vi cho thấy bạn tuổi thìn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi thìn với tính tình thẳng thắn và cứng cỏi có thể sẽ vướng phải những tranh chấp với bạn bè hoặc là đồng nghiệp trong ngày hôm nay bạn tuổi thìn cần phải có cách ứng xử sao cho khéo léo để vận giữ được lập trường của mình mà không làm tổn thương cho người khác Bên cạnh đó, trong mối quan hệ xã giao của bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay, bạn là người không nạn trí, tuy nhiên có những lúc cần phải học được cách ứng xử nhún nhường hoặc là thỏa hiệp trong một vài trường hợp. Không nên khang khang theo ý kiến của cá nhân mà bộ ngoài tai những lời của người khác tự đẩy mình vào hoàn cảnh khó xử hay là bị cô lập bản thân. Ngày này với bạn tuổi thìn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn đang rất tốt đẹp, mối quan hệ của bạn và cha mẹ của mình rất hòa thuận. Bạn dành nhiều thời gian để quan tâm tới tình hình sức khỏe và tinh thần của cha mẹ mình. Trong các công việc quan trọng, bạn tuổi thìn cũng sẽ tham khảo những lời của những người đi trước. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa dễ vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, hãy cư xử khéo léo để không làm tổn thương người khác. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, học cách thỏa hiệp trong một vài trường hợp. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, mối quan hệ gia đình được hòa hợp. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, tôn trọng và quan tâm tới người thân. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 13 giờ từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi Tý Từ vi tuổi tỵ, chủ nhật ngày mùng 4 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tỵ, xem tử, tử vi cho thấy bạn tuổi tỵ đang trải qua một ngày công việc của bạn tiến trị rất chi là thuận lợi nhờ có được sự giúp đỡ của tam hội phù trợ. Với bà tuổi tỵ, thái độ hòa nhã khiến cho bạn thường uh, được nhiều người yêu mến và may mắn hơn là bạn còn có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay nữa. Xem tử vi cho thấy hôm nay khi bạn có cơ hội xuất hiện trước mắt thì với bà tuổi tỵ nên nhanh chóng và tự tin nắm bắt cơ hội, không nên nghi ngờ vào năng lực của chính mình bởi những cơ hội quý giá một khi đã trôi qua thì khó có thể xuất hiện lần thứ hai. Và ngày này, hôm nay là một ngày tốt cho bạn thực hiện mọi công việc vì vậy với bạn tuổi Tỵ, nếu có công việc đã lên kế hoạch từ trước, bạn mệnh nên hành động thực hiện ngay, không nên tiếp tục chần chừ, do dự mà để lỡ mất thời cơ tới với mình. Vài từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa được nhiều người yêu mến vì thái độ hòa nhã. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ gặp được quý nhân, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc hãy nắm bắt cơ hội đang xuất hiện trước mắt mình Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim thể hiện năng lực để khẳng định giá trị của bản thân Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy có cơ hội thăng tín trong sự nghiệp và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Ngọ, chủ nhật ngày mùng 4 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi ngọ, xem tử vi cho thấy, bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành ngọ ngọ tự hình, cái điều này gây ra những tác động xấu cho bạn tuổi ngọ ngày hôm nay. Bản mệnh tuổi ngọ là người rất hiếu thắng và bạn không chịu được những lời kích bác của những người khác và dễ dư ra những quyết định nóng vội, dễ mắc bẫy của kẻ tiểu nhân trong ngày. Bản mệnh tuổi ngọ không thích nghe những lời phê phán mà chỉ thích nghe những lời khiên ngợi, Xu nịnh từ những người ngoài. Bạn nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp cho bạn tiến bộ dần dần và thực sự thì chúng có giá trị hơn là những lời khiên ngợi nhiều. Và hôm nay với bạn tử ngọ cũng là một ngày khá chi là thích hợp để cho bạn xuất hành đi xa. Vì vậy, nếu có công việc phải di chuyển xa nhà thì bạn có thể đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần hướng chính tây đây là hai hướng sẽ giúp cho mọi công việc của bạn thêm phần được thuận lợi suôn sẻ và có được tài lộc về tay về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim tính tình hiếu thắng không chịu được những lời kích bác tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy quyết định nóng vội dễ mắc phải sai lầm tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa thích được khiên ngợi, không thích người khác chê bai, tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, không nên xuất hành đi xa trong ngày hôm nay, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, chớ tin theo những lời xu nịnh. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường, màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi, chủ nhật ngày mùng 4 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi mùi xem tử vi cho thấy với bà tuổi mùi đang gặp được ngày có họa sinh cho thọ vượng cái điều này làm cho bà tuổi mùi đang rất vượng vận về đào hoa trong ngày hôm nay và ngày này nếu như bạn đang còn độc thân bạn nên tranh thủ cơ hội này để mở rộng lòng mình hơn với những người khác giới biết đâu bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình còn nếu như bạn đã lập gia đình rồi thì bạn mệnh tuổi mùi đang có được một ngày yên bình, bạn và nửa kia rất yêu thương nhau, cho nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc ở nhà. dù công việc của bạn có áp lực đến đâu, chỉ cần trở về nhà là bạn sẽ cảm thấy rất chi là nhẹ nhõm hơn rất nhiều. tuy nhiên trong cái vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cho thấy bạn tuổi mùi cần phải giữ lý trí khi giải quyết công việc. Đừng có làm việc theo cảm tính của mình, bởi chưa chắc những điều bạn mắt thấy tai nghe đã phản ánh đúng bản chất của sự việc. Bạn cần phải học cách tham khảo những thông tin nhiều chiều hơn nữa. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, vượng vận về đào hoa, hãy mở lòng mình hơn. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, gặp được người trong mộng tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa yêu thương và giúp đỡ nửa kia trong mọi công việc tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ dự lý trí khi giải quyết các công việc quan trọng tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc không nên hành động thiếu cảm tính và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phụ trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Từ vi tuổi Thân, chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thân, xem tử vi cho thấy bạn tuổi thân đang gặp được ngày có thực thần phù trợ. Cho nên, với bạn tuổi thân, rất dễ phát tài trong ngày hôm nay. Nhất là, đối với những ai đang theo đuổi ngành nghề tự do, kinh doanh buôn bán, bạn đã cố gắng trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua và bạn sẽ được hưởng thành quả lao động xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra. Với bạn tuổi thân, bạn tính hài hước, và rộng rãi chính là nguyên nhân khiến cho bạn được nhiều người yêu mến. Bạn tuổi thân dễ gây được ấn tượng tốt ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên và hôm nay cũng là ngày thích hợp để cho bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao với mình. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có họa khác với Kim về cái mối quan hệ giữa bạn và nửa kia của mình lại không được mấy tốt đẹp bạn tuổi than trở nên không giữ được lời hứa và khiến cho nửa kia tức giận. Bạn cần phải thành khẩn xin lỗi để hóa giải những xích mích không đáng cố xảy ra giữa hai người. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, dễ phát tài nhờ các công việc kinh doanh buôn bán. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, thu nhập thành quả vì những gì bạn đã cống hiến. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, tin tưởng vào tương lai và cố gắng hơn nữa. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, hãy mở rộng cái mối quan hệ với những người xung quanh, từ vi tuổi nham than, thuộc mệnh kim, hiểu lầm nửa kia, đôi bên cần phải bình tĩnh trò chuyện với nhau. Về đánh giá của bạn tử than trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi giàu, chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi dậu á, xem tử, tử vi cho thấy với bạn tuổi dậu đang gặp ngày có thương quan giáng họ, cái điều này làm cho bạn tuổi dậu có thể cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí là có ý định bỏ cuộc trong ngày hôm nay nữa. tuy nhiên với bạn tuổi dậu á, dù có gặp phải khó khăn tồi tệ đến như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng không nên thất vọng và có ý định rút lui như vậy với bà tử dậu bạn cần phải suy nghĩ lạc quan hơn trước mọi sóng gió của cuộc đời bởi khó khăn cũng là cơ hội để cho bạn rèn luyện và khẳng định bản lĩnh của mình bạn hãy để cho những người gây khó dễ cho bạn buộc phải đánh giá bạn bằng con mắt khác xưa Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Dậu lại đang gặp ngày có họa khác với Kim, cho thấy về các mối quan hệ tình cảm của bạn phát triển không được lý tưởng cho lắm. Với bà tuổi Dậu bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình, nếu không bạn chỉ chúc lấy tổn thương cho mình mà thôi vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy không nên suy nghĩ tiêu cực thậm chí là muốn bỏ cuộc tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa khó khăn là cơ hội để cho bạn rèn luyện bản lĩnh tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ hãy để những kẻ coi thường mình phải hối hận tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc không nên đưa ra những quyết định quá vội vàng tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim lắng nghe cảm xúc của chính bản thân mình Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. từ vi tuổi tuất chủ nhật ngày mùng 4 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tuất xem tử vi cho thấy bạn tuổi tuất đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh dù bạn tuổi tuất có ý chí tín thủ nhưng lại không biết cách mở rộng mối quan hệ xã giao của mình cái việc thăng tín của bạn trong sự nghiệp lại không được thuận lợi như người khác vì vậy với bạn tuổi tuất cần phải xem xét lại cách giao tiếp của bản thân. Trong ngày này, đối với những người làm lãnh đạo thì có thể phải giải quyết những rắc rối do cấp dưới gây ra. Tuy nhiên, bạn không nên nóng nảy nghe lời xu nịnh của những người ngoài để đưa ra những quyết định sai lầm. Bạn cần phải phân tích mọi việc một cách thật lý trí bên cạnh đó vận trình ngày chủ nhật này với bạn tử tuất lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy với bạn tử tuất đang có được một mái ấm rất chi là hạnh phúc nếu như bạn đã kết hôn hẳn người ấy sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm cho những hành động của bạn dù bạn có nóng nảy và làm cho người ấy phật lòng đi chăng nữa vài từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa các mối quan hệ xã giao chưa được tốt tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ hãy chú ý cách giao tiếp và cư xử của bản thân mình tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nửa kia có sự thấu hiểu và thông cảm cho bạn tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim giải quyết công việc theo lý trí tránh hành động theo cảm tính tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy hãy chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với những người đáng tin tưởng Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi ngọ tuổi tuất từ vi tuổi hợi chủ nhật ngày mùng 4 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi hỏi, xem tử vi cho thấy bạn tuổi hỏi đang gặp ngày có thủy khắc với họ, cho nên với bạn đang có điểm báo, dễ gặp những điều không như ý trong các mối quan hệ xã giao. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta cũng đáp lại một tình cảm tương tự, đây là một bộ mặt của xã hội bạn tuổi hợi không nên quá thất vọng vì điều này. Trong gia đình, mối quan hệ tình cảm giữa đôi bên cũng không được như mong muốn. Hai người tỏa ra khá chi là lạnh nhạt với nhau. Và với bạn tuổi hợi, hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự rạn nứt này là gì và hàn gắn ngay khi còn kịp. Đừng có nên bộ mặc mọi chuyện phát triển càng ngày càng căng thẳng hơn xét về phương diện tài lộc của bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài phù trợ dẫn đường trị lối cho bạn bạn có thể phát tài dựa vào vận may của chính mình ngày hôm nay tuy nhiên với bạn tuổi hợi bạn lại không nên quá phụ thuộc vào điều này nếu như muốn trở thành người giàu có thực sự bạn cần phải dựa vào sức lao động của chính mình Vai tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, các mối quan hệ xã giao không được như ý. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, vợ chồng lạnh nhạt, có dấu hiệu rạn nứt. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, hãy có trách nhiệm hơn với gia đình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, có cơ hội phát tài dựa vào vận may. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, lao động chân chính, không nên lười biếng phụ thuộc vào người khác. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phụ trợ, tuổi Sửu tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.